các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nặn quả dưa hấu nha các bạn. Đối với quả dưa hấu thì bên ngoài mình sẽ sử dụng màu xanh này, là một màu xanh là xanh đậm này các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng màu đỏ để làm cánh nhân nha các bạn. Các bạn, mình đã hoàn thành xong.